Các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm. Chắc là các bạn chưa biết sản phẩm gì đúng không? Thì các bạn hãy vào xem video của mình để biết sản phẩm nhé. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng đi bắt đầu tô màu nào. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ bắt đầu tô màu. Như vậy video của mình đã kết thúc rồi ạ. Mình sẽ đi vào tiếp tục mòn cho bạn.
Và như vậy là mình đã tầm vào xong rồi nha. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tô màu sao cho đẹp nhất. Mình mong rằng trong quá trình mình tô màu, nếu các bạn thấy đẹp thì hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Chào bạn nào, hôm nay mình sẽ bắt đầu tiếp tục tô màu. Như vậy dùng cái thùng bạn. Mình sẽ đi vào chi tiết tâm hồn bạn. Vãi nhỏ Long có kia tải trong kia. Được rồi đã.
cắt được như này mẹ. Các bạn ơi, các bạn video kết thúc rồi nha.